niềm đau. Đừng ai đến nữa, chỉ làm con tim thêm mềm yếu. Tôi chẳng đủ sức để đứng dậy và chẳng đủ sức để vượt qua. Không còn cảm giác để yêu thương ai nhiều. Và tôi vẫn cứ mong đợi một ngày nào đó em quay về bên tôi, nắm tay tôi và nói em vẫn luôn ở đây. Đừng bỏ mình tôi ở lại, ôm em những tháng ngày mong mỏi, để tôi đợi chờ trong cô đơn đến nghiền ngã. Còn tôi với những đêm dài dấu nước mắt trong bạn thôi. Xem không nói cho anh biết rằng suốt thời gian qua em đã ở đâu. Em có biết yêu một người, chờ đợi một người trong nỗi nhớ đau khổ đến thế nào không? Tại sao em lại đến bên anh lúc anh tuyệt vọng nhất? Tại sao em lại xuất hiện ở Đà Lạt này để anh gặp em? Giờ đây em đã ngủ yên, hay đã chọn cách quên đi tất cả như một sự giải thoát? Em đã để anh nợ em quá lâu, anh không chờ được nữa rồi. Chứ sao mình lại nợ nhau em nhé. Cảm giác để yêu thương một ai. Cậu lại, tại sao bây giờ đường này? Đi ra khỏi đây. Em muốn anh phải nợ em. Ai cho phép người đó lại đây? Mau ra khỏi đây. Bà lỡ xa khơi lê lê the ai chinh bờ lơ chưa thơ ye ai lê bố mê yêu yong chi tại chân chi đại ye mê yêu yong chi yuan gần mê yêu yong chi ba na phân nai chào quê. Trai làm sao mà thích nhau được? Nhưng mà em không có thích con trai đâu. Anh
Cảm ơn anh đã bên cạnh em cho đến phút giây này. Cảm ơn anh vì em đã can đảm đối diện và bước lại từ đầu. Cảm ơn anh vì tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua. Tiếc là cho đến thời điểm hiện tại, em vẫn chưa nghe được anh nói rằng anh yêu em. Em có điều giấu anh, em không dám nói với anh. Giờ thì em phải tạm biệt anh rồi. Sáng nay mẹ em sẽ đưa em sang Mỹ để chữa bệnh. Mẹ em nói á, bệnh u não của em mới phát hiện thôi, sau khi phẫu thuật thành công thì sẽ cho phép em lên Đà Lạt chơi nữa. Em sẽ lại đi tìm anh. Anh còn nợ em ba chữ anh yêu em đó nha. Em không đợi anh bây giờ đâu, mà sẽ đợi anh cả một đời. Anh này, chờ em phẫu thuật thành công quay về nha. Có những người được định mệnh sắp đặt để gặp nhau. Và dù có ở nơi đâu, có đi đến đâu, thì vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó họ sẽ lại về bên nhau.